Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận với Reuters, một máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây cung cấp cho Kiev đã bị phá hủy trong một tai nạn ở Ukraine. Theo quan chức Mỹ, vụ tai nạn xảy ra dường như không phải do hỏa lực của Nga. Nguyên nhân chính xác vụ tai nạn chưa được xác định. Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó cũng xác nhận một máy bay chiến đấu F-16 của nước này được phương Tây viện trợ đã rơi trong quá trình tác chiến nhằm ngăn chặn cuộc không kích lớn chưa từng có của Nga. Một trong các máy bay F-16 đã bị mất liên lạc khi bay theo mục tiêu. Máy bay sau đó được xác định đã rơi và phi công thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Ukraine đã lập một ủy ban đặc biệt để điều tra vụ việc. Theo nguồn tin thân cận, cuộc điều tra sẽ xét đến một số giả thuyết, trong đó có lỗi của phi công trục trặc kỹ thuật và bắn nhầm. Hãng tin TASS dẫn lời nghị sĩ Ukraine Mariana Bezuglaya nói rằng máy bay F-16 này đã bị chính một hệ thống phòng không Patriot của Ukraine bắn nhầm do thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị quân sự. Xoay quanh việc Ukraine sử dụng F-16 trên chiến trường, không quân Mỹ đã lập trình lại hệ thống tác chiến điện tử EVK trên máy bay chiến đấu F-16 chuyển giao cho Ukraine, tăng cường khả năng bảo vệ tiêm kích này trước các mối đe dọa hiện có và cả trong tương lai từ Nga. Phi đội tác chiến điện tử EVKS số 68 của không quân Mỹ là đơn vị phụ trách nhiệm vụ này, phối hợp cùng các đối tác Đan Mạch và Na Uy, những nước trực tiếp cung cấp F-16 cho Kiev. Phi đội ESVK-68 nhấn mạnh tầm quan trọng của tác chiến điện tử trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, nói rằng cả lực lượng vũ trang của Nga và Ukraine đều phụ thuộc rất nhiều vào quyền truy cập không bị hạn chế vào phổ điện tử để đạt được mục tiêu của họ và liên tục sử dụng các chiến thuật chế áp điện tử, chẳng hạn như giả mạo và gây nhiễu để giành được ưu thế. Phi đội 68 cho biết trong một tuyên bố, cùng với việc chuyển giao F-16 từ Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan, khả năng tác chiến điện tử của những máy bay này cũng được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện tác chiến ở Ukraine. Tờ Kiev Independent cho biết Nga đã mở một cuộc tấn công trên không quy mô lớn thứ ba vào thủ đô Kiev của Ukraine trong những ngày gần đây. Ukraine nói Nga khai hỏa 5 tên lửa, 74 UAV cảm tử tập kích lãnh thổ nước này. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschak thông báo quân đội Nga đã phóng 3 tên lửa hành trình không đối đất KH-59, KH-69, 2 tên lửa chưa rõ chủng loại và 74 máy bay không người lái UAV cảm tử dạng Sahet vào 9 vùng của Ukraine, trong đó có tỉnh Kiev. Tỉnh trưởng Kiev Ruslan Kravchenko cho biết UAV Nga không gây ra thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng ở vùng chính quyền thủ đô Kiev và các khu vực khác không ghi nhận thương vong sau vụ tấn công. Trong khi đó, mảnh vỡ từ UAV đã gây ra hỏa hoạn tại khuôn viên của một doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh miền trung chiakasi Theo giới chức địa phương, cơ quan tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine cho biết, khoảng 75 nhân viên cứu hộ dập tắt đám cháy vào sáng 29 tháng 8 sau khi nó lan rộng ra diện tích hơn 2,7 km vuông. Còn theo thị trưởng thành phố Kiev Vitaly Klitschko, mảnh vỡ từ UAV bị đánh chặn của Nga đã làm hư hại một số tòa nhà ở thủ đô Kiev. Đại diện Cục Quản lý Quân sự thành phố Kiev, KCMA, Sekhi Popko đánh giá cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV này có quy mô lớn. Ông Popko cho biết khoảng 15 UAV do Nga phóng về hướng thủ đô Ukraine đã không thể đến được mục tiêu. Ông nói thêm rằng các mảnh vỡ UAV đã làm hỏng cửa sổ, cửa ra vào một chung cư, đồng thời gây hỏa hoạn tại một tòa nhà không dùng để ở, xong đã được dập tắt. Theo người đứng đầu KCMA, UAV của đối phương đã tiếp cận thủ đô Ukraine theo từng đợt từ nhiều hướng khác nhau. Nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Kyiv và tỉnh Kyiv. Lực lượng phòng không Ukraine đã được kích hoạt ở hầu hết miền trung và miền bắc nước này. Theo trang RBC Ukraine, lực lượng phòng không Ukraine đã chặn được hơn 10 UAV tấn công loại Shahed do lực lượng nga phóng vào Kyiv trong đêm. Mới đây, máy bay ném bom Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình KH-22 về phía đảo rắn của Ukraine trên Biển Đen. Tên lửa KH-22 được phát triển từ đầu những năm 1960 nhằm xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương và tiêu diệt các tàu chiến cỡ lớn như tàu sân bay, căn cứ quân sự, nhà máy điện và cầu đường. Tuy được phát triển từ thời Liên Xô, nhưng tên lửa hành trình KH-22 vẫn nằm trong số những vũ khí tấn công đường không của Nga khó bị bắn hạ nhất Điều này được chính lực lượng phòng không Ukraine thừa nhận. Ví dụ, dữ liệu được công bố ở Ukraine cho thấy trong số 362 quả KH-22 và phiên bản tiên tiến hơn của nó là KH-32 được sử dụng trong kế hoạch quân sự của Nga chỉ vòn vẹn hai quả đạn bị bắn rơi. Điểm đặc biệt của tên lửa KH-22 đó là chúng có vận tốc rất cao, điển hình là khả năng tăng tốc lên tới Mach 4,6, tức là khoảng 5.635 km một giờ độ cao bay có thể đạt tới 25.000m, rất khó để theo dõi và đánh chặn. Với trọng lượng chiến đấu ở mức 5.780kg, loại tên lửa hành trình này được trang bị đầu đạn nặng tới 960kg, cung cấp sức mạnh hủy diệt cực kỳ lớn. Điều thú vị là lực lượng vũ trang Ukraine không xa lạ gì các đặc điểm của tên lửa hành trình KH-22 bởi vì họ kế thừa một số lượng không nhỏ loại đạn tấn công cực mạnh này từ Liên Xô. Hiện tại ở Nga, phiên bản nâng cấp của KH-22 là KH-32 tiên tiến hơn nhiều đã được tạo ra, có tầm bắn lên tới 1.000 km và độ chính xác tốt hơn hẳn. Khắc phục được nhược điểm lớn nhất của KH-22 đó là độ chính xác kém khi tấn công mục tiêu mặt đất. Có hai chế độ phóng cho KH-22, tầm cao và tầm thấp. Khi phóng ở chế độ tầm cao, tên lửa bay lên độ cao 25.000 m trước khi lao vào mục tiêu với tốc độ cực lớn, đạt vận tốc cuối khoảng Mach 4,6. Ngược lại, ở chế độ tầm thấp, nó leo lên độ cao 12.000 m và hạ xuống ở tốc độ sấp xỉ Mach 3,5 để duy trì đường đi. Tên lửa sử dụng hệ thống lái tự động ổn định bằng con quay hồi chuyển kết hợp máy đo độ cao vô tuyến. Có lẽ tính năng nổi bật nhất của Kh-22 là khả năng trao đổi thông tin mục tiêu trong quá trình bay với một tên lửa Kh-22 khác. Theo truyền thông nga, khả năng này được tích hợp nhằm đánh lừa lực lượng phòng không đối phương khi tấn công nhóm tác chiến tàu sân bay CBG khi tấn công một nhóm tác chiến tàu sân bay chỉ có một tên lửa bật thiết bị tìm kiếm radar của nó để xác định chính xác vị trí của tàu sân bay các tên lửa khác trong nhóm có thể đến từ các hướng khác nhau vẫn ở trong bóng tối bằng cách tắt đầu dò nếu tên lửa có đầu dò chủ động bị bắn hạ một tên lửa khác trong nhóm có thể thay thế vai trò này nếu hoạt động theo cặp một tên lửa được trang bị cảm biến phát xạ radar có thể hoạt động như một mồi nhử nó sẽ tự lộ diện như một mục tiêu chỉ để xác định vị trí của radar phòng không đối phương. Sau đó, khi xác định được radar phòng không đối phương, nó có thể chuyển tọa độ đến tên lửa còn lại trong cặp và tên lửa này sẽ lao xuống gần như thẳng đứng từ độ cao rất lớn và phá hủy mục tiêu. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội Telegram, lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Nga trên hướng Kramatorsk Trước đó, nhóm tác chiến Khotysia của Ukraine hoạt động tại Donetsk cho biết các đơn vị phòng không của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 28 đã bắn hạ chiếc cường kích của không quân Nga bằng hệ thống phòng không di động Manpass. Nhóm Khotysia cho biết trong một tuyên bố trên Telegram, chiếc máy bay Nga đã tìm cách bắn vào các vị trí của các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ. Nhóm này thông báo một chiếc Su-25 của Nga nữa đã cháy trên thảo nguyên Donbass của Ukraine. Không quân của Nga đã mất đi thêm một máy bay và đề cập đến một khu vực bao gồm các vùng Donetsk và Lugansk do Ukraine kiểm soát. Nhóm tác chiến Khotysia cho biết số phận của phi hành đoàn vẫn chưa được biết. Trong khi đó, tờ Daily Mail của Anh cũng đưa tin về vụ việc dẫn các nguồn tin Ukraine nói rằng một cường kích Sukhoi Su-25 được nhìn thấy phát nổ thành quả cầu lửa khi bay qua các vị trí của Ukraine xung quanh Kramatorsk. Chiếc máy bay buộc phải thả bẫy nhiệt để đánh lạc hướng tên lửa tầm nhiệt khi bay thấp cùng một máy bay khác, nhưng được cho là đã bị tên lửa phòng không bắn trúng trước khi lao xuống đất. Moscow hiện chưa chính thức xác nhận về tuyên bố bắn hạ Su-25 của Kiev. Theo tờ Newsweek, không quân Nga đã phải chịu tổn thất lớn kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Trang web phân tích tình báo quốc phòng nguồn mở Oris của Hà Lan đã xác nhận trực quan rằng 112 máy bay của Nga đã bị phá hủy và 15 máy bay bị hư hại kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Oris cũng đã xác nhận trực quan rằng 94 máy bay của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với ba máy bay bị hư hại và một máy bay bị bắt giữ nga đang tập trung phần lớn nguồn lực của mình vào việc chiếm giữ thành phố Pokrovsk một trung tâm hậu cần quan trọng cho các lực lượng ukraine trong khu vực các cuộc tấn công của nga bên trong lãnh thổ ukraine cũng đã gia tăng trong những ngày gần đây với một số khu vực của ukraine bị tấn công mùa hạt bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã thề sẽ trả đũa và đề nghị các đồng minh tăng cường cung cấp đạn dược cho kiev trong một cuộc họp báo ông Zelensky kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm máy bay phản lực F-16 và tiết lộ một số máy bay đã được sử dụng để bắn hạ tên lửa của Nga trong các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky cũng chia sẻ rằng Ukraine đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo đầu tiên do nước này sản xuất. Kiev đặt mục tiêu phát triển tên lửa và phần cứng phụ trợ của riêng mình để giảm sự phụ thuộc vào viện trợ của phương Tây.